từ các chương trình hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy mà bộ mặt nông thôn của huyện Đơn Dương ngày càng có nhiều đổi thay, xuất hiện nhiều mô hình kinh doanh sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả thu nhập cao, góp phần cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân trên địa bàn. Từ một huyện nghèo của tỉnh, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 chỉ đạt 16,4 triệu đồng một người một năm. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện Đơn Dương đạt gần 40 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,24%, trong đó hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 4,96%.